phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ, có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ.